chúc mừng đồng đại các em học sinh đến từ trường Trung học phổ thông Khoa học Cao Lương tại quốc gia Hà Nội. Xin một tràng pháo tay để các khán giả chào cô trường A và B. Vâng, xin cảm ơn. Và tiếp theo giải tay lên, xin chúc mừng đội Hoa Nguyên Tân Sơn đã giành được giải tay lên và xin mời đại diện tiến sĩ Trần Đại Cường lên trao giải các bạn. Vâng. Đại diện cho IP Đại học Academy sẽ có phần thưởng để học hỏi dành cho
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.